Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như các bạn đã biết, Samsung có hai sản phẩm rất là độc và lạ, đó là Samsung Galaxy Fold và Samsung Galaxy Z Flip. Thế năm nay thì Galaxy Fold cũng đã có thế hệ mới rồi, và Z Flip thì họ cũng đã có Z Flip 5G rồi. Thế tuy nhiên là riêng đối với cả cái dòng Z Flip này thì mình thấy là cái Z Flip 5G là nó kiểu như là không có quá nhiều những cải tiến so với Z Flip. Như vậy là nếu mà lựa chọn Z Flip thì sẽ là một cái sự lựa chọn kinh tế hơn. Nếu mà nhiều bạn hỏi mình là Z Flip với cả Galaxy Fold mình thích cái dòng nào hơn thì mình nghiêng nhiều hơn về Galaxy Fold, mặc dù là nó đắt hơn khá nhiều nhá. Bởi vì là Galaxy Fold ấy, thì chúng ta sẽ có một cái thiết bị mà nó mở ra, chúng ta sẽ được một cái màn hình lớn hơn. Còn Z Flip rõ ràng mình chả cần phải gấp lại để cho nó nhỏ hơn đi làm gì cả. Nhưng mà thôi, hôm nay mình sẽ đem tới cho bạn một cái thông tin mình nghĩ là sẽ rất là đáng để cho những bạn nào mà có nhu cầu muốn mua Z Flip. Bởi vì là cái chiếc điện thoại này đang được giảm giá rất là nhiều. Cái giá niêm yết ban đầu của nó là khoảng 36 triệu đồng. Và với mức giá đó thì mình cũng khuyên các bạn là không nên mua. Bởi vì sao? Vì mức giá đó nó quá cao. Thế tuy nhiên là hiện tại Hoàng Hà Mobile đang bán cái chiếc điện thoại này với mức giá là khoảng 22.590.000 đồng. Và nếu chúng ta so sánh nó sang với cả Samsung Galaxy Note 20 Ultra thì Hoàng Hà Mobile bây giờ cũng đang bán cũng chỉ với cái tầm giá đó thôi, khoảng hơn 22 triệu thôi. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn sản phẩm nào? Các bạn đừng nghĩ rằng là không ai mua Z Flip, bởi vì là những người mua Z Flip mình nghĩ là những người ta đã rất là giàu rồi, thậm chí là họ đã có nhiều điện thoại rồi, họ mua thêm Z Flip để có thêm một cái thiết bị độc và lạ nữa thôi. Rồi, nói về Z Flip ý, thì chúng ta sẽ có những điểm gì để chúng ta nói nào. Đầu tiên là một cái thiết kế đã rõ ràng rồi, chúng ta sẽ có một cái thiết kế độc và lạ. Tuy nhiên là mình cảm thấy là cái thiết kế này nó sẽ phù hợp với bạn nữ hơn, bởi vì là nó giống như là cái hộp phấn của bạn nữ ý. Chúng ta sẽ gập vào, chúng ta mở ra. Không biết là các bạn nam khác thì bạn cảm thấy ra sao, nhưng mà có thể là nó sẽ không phù hợp với mình. Đấy, nó sẽ phù hợp với nhiều bạn nữ hơn. Thứ hai nữa là mình sẽ không bỏ thêm tiền ra để mà thêm một cái thao tác nó bất tiện hơn, đó là gấp nó lại. Vì rõ ràng là với cái màn hình của Z Flip có 6,7 inch thôi, màn hình này theo kiểu là dạng màn hình kéo dài thì mình cũng chả cần phải gấp vào làm gì cả. Đấy, mình vẫn có thể đút được túi quần cơ mà. Đấy, tại sao mình phải gấp vào? Để cho nó nhỏ hơn đúng không? Nhưng hãy chú ý rằng khi chúng ta gấp vào, cái độ dày của nó lên tới là 17,3mm. Nó rất là dày luôn, và tự nhiên đút vào túi quần nó cục lên, nó cộm lên cả một cái cục to như thế. Chỉ có chắc là chúng ta đút vào túi sách hay là chúng ta đút ở đâu cho nó nhỏ gọn thôi. Chứ còn kể cả các bạn đút vào túi sách đi chăng nữa thì đàn ông mấy ai dùng túi sách. Về cái vấn đề màn hình thì sao? Màn hình là 6,7 inch. Độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Vậy là trong cái tầm giá này rõ ràng chúng ta có thể có quyền được lựa chọn màn hình 2K chứ. Màn hình của nó chỉ là Full HD cộng mà thôi. Hiệu năng thì cũng là con chip cũ Snapdragon 855 Plus chứ không phải là con chip mới bây giờ. Đó, rồi là về camera. Camera con này sử dụng gần như là giống hệt với cả camera của S10e nhé các bạn nhé. Camera con này rất giống với cả camera của S10e, cả camera trước lẫn camera sau. Đó, rồi là pin thì khá đuối, tầm khoảng 3.300, nhưng mà cũng được hỗ trợ sạc nhanh 15W. Nói chung là cái dòng này chỉ được mỗi cái là có màn hình gập, công nghệ của tương lai, thiết kế độc và lạ. Còn lại thì hiệu năng cũng tốt đấy nhá, hiệu năng tương đối tốt với con chip 855 cộng. Nhưng mà mình thấy là tất cả mọi thứ của con này thì đều là những cái linh kiện đã khá là cũ về mặt cấu hình rồi. Còn nếu mà so sánh sang với cả Galaxy Note 20 Ultra thì sao? Thì rõ ràng là thiết kế nhá, thì cái Z Flip kia là độc và lạ, nhưng nếu bạn muốn có một thiết kế sang trọng hơn, đẳng cấp hơn thì rõ ràng là mình thấy là Note 20 Ultra là nhìn sang trọng hơn, đẳng cấp hơn hẳn đấy. Màn hình Note 20 Ultra lớn hơn, đẹp hơn, tần số quét cao hơn, độ phân giải cũng cao hơn luôn. Vậy là màn hình là Note 20 Ultra cũng sẽ hơn. Có chăng là cái hiệu năng nhé thì sẽ là một cái điểm gây tranh cãi, khi mà cái con Z Flip mặc dù là sử dụng cái con chip cũ là con chip 855 cộng, nhưng mà cái con chip này lại là con chip Snapdragon, nó sử dụng nó ổn định hơn. Nhưng hãy chú ý rằng bây giờ Note 20 Ultra nó có bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ cao UFS 3.1, và Note 20 Ultra cũng đang tối ưu tốt hơn cho con chip Exynos 990 thay vì cái con S20 Ultra này của mình là chưa tối ưu tốt cho con chip Exynos 990. Đấy, như vậy là hiệu năng mình có thể coi như là bằng hòa, và cả hai thiết bị của chúng ta thì đều có bộ nhớ trong 256GB rất thoải mái trong quá trình sử dụng. Đấy, có chăng là cái Note 20 Ultra kia là bộ nhớ trong đọc ghi tốc độ nó sẽ cao hơn là UFS 3.1 thay vì 3.0. Về camera thì Z Flip không có đủ tuổi để so sánh camera với cả Note 20 Ultra. Note 20 Ultra là tốt hơn hẳn về camera so với cả Z Flip. Về pin thì Note 20 Ultra cũng sẽ có viên pin ngon hơn là Z Flip. Đó, và với tất cả những điều đó thì rõ ràng nếu bạn không cần một sản phẩm độc và lạ thì lựa chọn Z Flip sẽ là lựa chọn Note 20 Ultra sẽ là sự lựa chọn hợp lý. Còn mình khuyên thật là nếu ta mua Z Flip khi chúng ta thứ nhất là có đủ điều kiện, và thứ hai nữa là chúng ta đã có những cái chiếc điện thoại ngon khác để sử dụng rồi. Chứ nếu mà mua Z Flip chỉ để mua về làm một cái điện thoại duy nhất thì mình thấy là nó hơi lãng phí, bởi vì rõ ràng là với cái tầm giá đó chúng ta có thể mua được Note 20 Ultra. Đấy. À, nhưng mà qua đây chúng ta cũng có thể thấy được là Note 20 Ultra với cả Z Flip là hai sản phẩm nó hướng tới hai cái giới tính mình nghĩ là cũng tương đối khác nhau.
Note 20 Ultra sẽ phù hợp hơn dành cho nam giới, còn Z Flip thì mình nghĩ là sẽ phù hợp hơn dành cho nữ giới. Và chính ra nếu mà bạn nào mà có điều kiện ý, thì có thể mua cho bản thân mình một cái Galaxy Note 20 Ultra, thế xong rồi bỏ thêm tiền để mua Z Flip cho bạn gái chẳng hạn. Đấy, tổng combo này thì cũng tầm khoảng 45 triệu. Đấy, 45 cho 50 triệu rồi là một combo cũng mình nghĩ cũng đủ hợp lý rồi để có thể tán được bạn gái rồi. Còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về việc Z Flip đang được giảm giá tới khoảng gần 16 triệu? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Không biết 16 hay 14 triệu gì đấy. Nói chung là giảm giá rất nhiều, được chưa ạ? Từ 36 triệu bây giờ giảm giá còn hai mấy triệu thôi.